tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Ông Trump nộp hồ sơ ứng viên tổng thống, kích hoạt chiến dịch tranh cử lần 3. Cựu tổng thống Donald Trump vừa chính thức thông báo sẽ tiến hành chiến dịch vận động tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ 3, khởi động sớm cuộc đua giành ghế lãnh đạo Mỹ năm 2024. Quyết định này được đưa ra tối ngày 15 tháng 11 giờ Mỹ, trước đám đông vài trăm người ủng hộ, các quan khách và giới truyền thông tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida, nơi ông đứng được trang trí bằng 30 lá quốc kỳ Mỹ và các biểu ngữ in dòng chữ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Phát biểu tại Mar-a-Lago, ông Trump đã chỉ trích xu thế toàn cầu hóa, đồng thời nhấn mạnh sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ sẽ bắt đầu ngay thời điểm này. Thông báo tái tranh cử của ông Trump được đưa ra chỉ một tuần sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không mấy suôn sẻ với Đảng Cộng Hòa, GOP, buộc đảng này phải quyết định có nên ủng hộ một ứng viên từng từ chối chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và kết thúc nhiệm kỳ với sự kiện những người ủng hộ quá khích gây bạo loạn chết người trên đồi Capitol nhằm ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 hay không. Ông Trump đang đối mặt với nhiều chỉ trích về màn thể hiện đáng thất vọng của các ứng viên cùng Đảng Cộng Hòa được ông ủng hộ. Một số thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa thậm chí đổ lỗi một phần do ông khiến đảng này không giành được quyền kiểm soát Thượng viện và không tạo được làn sóng đỏ để nhanh chóng thâu tóm quyền lãnh đạo Hạ viện. Ông Trump, 76 tuổi là tỷ phú, doanh nhân từng giữ cương vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ trong một nhiệm kỳ 2017-2021. Chính khách GOP này từng được ghi danh trong lịch sử đất nước là lãnh đạo Nhà Trắng đầu tiên bị luận tội tới 2 lần. Nếu chiến dịch tranh cử năm 2024 thành công, ông Trump sẽ trở thành chính trị gia thứ hai đắc cử ghế lãnh đạo chính phủ Mỹ trong hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Người đầu tiên lập kỳ tích này là ông Cleveland năm 1884 và năm 1892.